Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vị Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi: những người biểu tình chống phá thai đã làm gián đoạn thánh lễ tại nhà thờ Công giáo ở Chicago. Tổng giám mục Tokyo lên án bạo lực chính trị sau khi cựu thủ tướng Nhật bị giết. Cử chỉ hôn kính có ý nghĩa gì trong phụng vụ? Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Những người biểu tình chống phá thai đã làm gián đoạn thánh lễ tại nhà thờ Công giáo ở Chicago. Theo bản tin của giáo xứ, những người phản đối việc phá thai đã nhanh chóng bị hộ tống ra khỏi thánh lễ tại nhà thờ Công giáo Thánh Giuse ở Chicago. Một đoạn video về cuộc biểu tình ngày 26 tháng 6 cho thấy những người biểu tình đứng lên khỏi băng ghế trong thánh lễ và tiến vào lối đi để bắt đầu một cuộc biểu tình. Một trong những người biểu tình sau đó có thể được nghe đọc to tuyên bố của Hồng y Blaise Cubic của Chicago liên quan đến quyết định của Tòa án tối cao trong Dobbs kiện Tổ chức Y tế Phụ nữ Jackson đã trả lại quy định phá thai cho các bang. Đây là tuyên bố của Đức Tổng giám mục Chicago, người biểu tình hét lên trong thánh lễ 11 giờ sáng. Người biểu tình chỉ đọc được câu đầu tiên của vị Hồng y trước khi ai đó hét lên: "Ra khỏi đây, chúng ta đang ở trong nhà thờ." Có thể nghe thấy nhiều tiếng la hét nhắm vào những người biểu tình: "Hãy ra khỏi nơi này và đây là nhà thờ." Những người biểu tình đã cầm những tấm biển bài Công giáo. Khoảng 20 giây trong đoạn video, một viên chức cảnh sát có thể được nhìn thấy đang tiếp cận những người biểu tình, những người đang hét lên những lời hô hào ủng hộ việc phá thai. Cảnh sát và những người khác có thể được nhìn thấy hộ tống những người biểu tình khỏi nhà thờ. Một số người biểu tình được nhìn thấy la hét và kháng cự. Trong một bản tin ngày 3 tháng 7, cha sở nhà thờ là cha Lawrence Lisowski đã nói về thời điểm khi cuộc biểu tình kết thúc: "Sau một vài phút, chúng tôi đã có thể lấy lại bình tĩnh và tiếp tục cầu nguyện. Chắc chắn những khoảnh khắc như thế này rất đáng lo ngại", ngài nói thêm. Cha Lawrence nói rằng giáo xứ đã phải thuê nhân viên an ninh cho các thánh lễ cuối tuần, lễ cưới và các sự kiện của giáo xứ trong 3 năm qua. "Đáng buồn thay, đây là dấu hiệu của thời đại chúng ta và là sự phản ánh của thế giới mong manh mà chúng ta đang sống." Illinois là một trong những tiểu bang có luật phá thai cực đoan tại Hoa Kỳ. Vào năm 2019, Illinois đã thông qua luật tuyên bố phá thai là quyền cơ bản trong tiểu bang và bãi bỏ tất cả các hạn chế. Và vào tháng 12 năm 2021, một luật đã được thông qua bãi bỏ yêu cầu rằng trẻ vị thành niên trong tiểu bang phải thông báo cho cha mẹ trước khi phá thai. Một video của một nhóm phò phá thai tại Chicago cũng nhắm vào hoạt động phò sinh quốc tế của giáo hội Công giáo. Nó kêu gọi làm gián đoạn nhiều thánh lễ hơn và khuyến khích mọi người phá phách các trung tâm trợ giúp mang thai. Video đó cũng liệt kê danh sách tất cả các nhà thờ trong Tổng giáo phận Chicago và bản đồ các trung tâm trợ giúp mang thai trên toàn quốc. Mặc dù có thể thấy cảnh sát hộ tống những người biểu tình ra khỏi nhà thờ, nhưng vẫn chưa rõ liệu có ai bị bắt hay bị buộc tội hay không. Phát ngôn nhân của Sở Cảnh sát Chicago cho biết họ không thể tìm thấy bất kỳ cuộc gọi dịch vụ hoặc báo cáo nào được nộp tại nhà thờ Công giáo Thánh Giuse vào ngày 26 tháng 6. Các nhà thờ Công giáo và các trung tâm trợ giúp mang thai đã bị tấn công trong một loạt các vụ phá hoại trên toàn quốc. Các báo cáo về các cuộc tấn công đã tăng tốc sau khi dự thảo quyết định của Tòa án tối cao ngày 2 tháng 5 bị rò rỉ cho thấy các thẩm phán đã sẵn sàng để lật đổ Roe. Tổng giám mục Tokyo lên án bạo lực chính trị sau khi cựu thủ tướng Nhật Bản bị giết. Sau khi một tay súng bắn cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một cuộc meeting vận động tranh cử vào thứ Sáu ngày 8 tháng 7 ở miền Tây Nhật Bản, Đức Tổng giám mục Isao Kikuchi của Tokyo nói: "Bạo lực giết chết nền dân chủ."
Ông Abe đang vận động cho các ứng cử viên địa phương ở Nara thì một người bắn vào lưng ông từ cự ly gần bằng một khẩu súng tự chế. Ông được đưa đến bệnh viện bằng máy bay, nhưng các quan chức cho biết ông không thở được và tim đã ngừng đập. Bệnh viện đã xác nhận cái chết của ông và cảnh sát đã bắt giữ kẻ tình nghi xả súng tại hiện trường. Thủ tướng Fumio Kishida và các bộ trưởng trong nội các của ông đã vội vàng trở về Tokyo sau các sự kiện vận động tranh cử trên khắp đất nước sau vụ xả súng mà Kishida gọi là tồi tệ và man rợ. Abe là thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Ông đã tại vị hai lần, lần đầu tiên từ năm 2006 đến 2007 và sau đó là từ năm 2012 đến 2020. Là thành viên của Đảng Dân Chủ Tự Do Bảo Thủ, ông đã gây tranh cãi vì quan điểm tái quân sự hóa Nhật Bản nhằm đương đầu với chủ nghĩa bành trướng Đại Hán của Đảng Cộng sản Trung Quốc và quan điểm xét lại của ông về các hành động của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Đức Tổng giám mục Kikuchi nói rằng, Ngài vô cùng đau buồn và sốc khi nghe tin về vụ tấn công nhằm vào cựu Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe. Đức Tổng giám mục cũng bày tỏ âu lo là bạo lực chính trị có thể đang xảy ra ở Nhật Bản. Ngài nói, sau hơn 70 năm kể từ khi hiến pháp hiện tại được ban hành vào năm 1947, với mong muốn thiết lập hòa bình mạnh mẽ, nguyên tắc dân chủ dựa trên quyền tự do ngôn luận và bầu cử được coi là giá trị cốt lõi của xã hội này. Đức Tổng giám mục Kikuchi nhấn mạnh rằng, có sự khác biệt về quan điểm trong xã hội về tất cả các vấn đề, và sự đối kháng chính trị giữa các chính trị gia đã khiến họ chiến đấu với nhau. Tuy nhiên, cuộc chiến này đã được thực hiện bằng tranh luận, chứ không phải bằng bạo lực. Bạo lực giết chết nền dân chủ, bạo lực giết chết tự do, bạo lực giết chết công lý. Sự khác biệt về quan điểm chính trị phải được giải quyết thông qua đối thoại và biểu quyết trong tự do. Không ai có quyền sử dụng bạo lực để bịt miệng những người chống đối. Chỉ có đối thoại mới cung cấp giải pháp thực sự để hiện thực hóa công lý và hòa bình. Các nhà lãnh đạo đối lập ở Nhật Bản lên án cuộc tấn công là một thách thức đối với nền dân chủ của Nhật Bản. Khi từ chức thủ tướng vào năm 2020, ông Abe nói rằng ông đã bị tái phát bệnh viêm rết đại tràng mà ông đã mắc phải từ khi còn là một thiếu niên. Ông nói với các phóng viên vào thời điểm đó rằng thật đau thắt ruột khi bỏ dở nhiều mục tiêu của mình. Ông nói về thất bại của mình trong việc giải quyết vấn đề người Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc nhiều năm trước, tranh chấp lãnh thổ với Nga và việc sửa đổi hiến pháp từ bỏ chiến tranh của Nhật Bản. Cử chỉ hôn kính có ý nghĩa gì trong phụng vụ? Khi các linh mục hôn lên thánh giá, bàn thờ hoặc các sách tin mừng là những cử chỉ mà bất kỳ tín hữu nào cũng có thể nhận thấy trong thánh lễ. Cha Marco Benigni nói với trang web catholics.de của Đức như trên. Để giúp mọi người khám phá ý nghĩa của những cử chỉ này, Ngài giải thích chúng theo cấu trúc của phụng vụ, bắt đầu với khoảnh khắc khi linh mục hôn lên dây stola của Ngài trong phòng thánh. Mặc dù cử chỉ này không còn được yêu cầu bởi cuộc cải cách phụng vụ, nhưng nó có thể được thực hiện để chuẩn bị ý thức cho việc phụng vụ của Ngài tại bàn thờ. Sau đó, thánh lễ bắt đầu và các linh mục và phó tế hôn bàn thờ ở đầu và cuối của bí tích thánh thể. Đó là một nghi thức quan trọng để chào hỏi và từ biệt. Vì bàn thờ tượng trưng cho Chúa Kitô, những nụ hôn trong trường hợp này là dấu hiệu chân thành của tình yêu và lòng sùng kính. Những cử chỉ này được truyền cảm hứng từ những hành động được thực hành từ thời cổ đại và trong đạo Do Thái. Sau đó, chúng trở nên đặc biệt phổ biến vào thời Trung Cổ, đặc biệt là khi có các thánh tích hiện diện trên bàn thờ. Thật thú vị, nụ hôn trên bàn thờ có thể được thay thế bằng một dấu hiệu tôn trọng khác, chẳng hạn như chạm trán được thực hiện trong các nhà thờ Nhật Bản. Cha Marco Benigni sau đó giải thích hôn phúc âm kèm theo lời cầu nguyện chuẩn bị cho linh mục và lời chúc lành của linh mục cho một phó tế. Ngài nhấn mạnh nụ hôn không phải là hôn các sách phúc âm mà là Chúa Kitô, đấng đang hiện diện vào lúc phúc âm được công bố.
Cha Marco Benigni cũng không quên đề cập đến nụ hôn hòa bình, một nghi lễ đã tồn tại vào thế kỷ thứ hai và là một dấu hiệu của tình anh em. Ngày nay nó được thay thế bằng một cái bắt tay đơn giản hoặc một cái gật đầu, đặc biệt là kể từ sau đại dịch. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.